hình ảnh ông Biden cởi trần tắm nắng gây sốt mạng xã hội. Vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã có những giây phút thư giãn trên bãi biển ở quê nhà Delaware. Theo Politico, trong ngày 31 tháng 7, phóng viên Eric Zeller của trang The Messenger đã đăng tải bức ảnh ông Biden cởi trần tắm nắng ở bãi biển Rebo, bang Delaware. Bức ảnh này nhanh chóng nhận được hơn nửa triệu lượt xem và được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Tổng thống Biden đang tận hưởng một ngày tuyệt vời trên bãi biển, ông Zeller cho biết. Trong bức ảnh này, ông chủ Nhà Trắng mặc quần bơi, đi giày thể thao, đeo kính đen và đội mũ lưỡi trai ngược. Phóng viên Zeller tiết lộ, ông tình cờ chụp được bức ảnh này khi đang đi bộ dọc bãi biển. Các đặc vụ của Nhà Trắng cũng tháp tùng ông Biden, nhưng họ giữ khoảng cách và hoạt động rất kín đáo. Trong cùng ngày, truyền thông Mỹ cũng đã đăng tải hình ảnh vợ chồng ông Biden đọc sách bên bờ biển và đạp xe tại một công viên địa phương. Được biết, ông Biden và vợ đang tận hưởng một kỳ nghỉ kéo dài 10 ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.